Số 1. Có ma trong nhà tôi. Một đoạn video được một người mẹ đăng tải với tiêu đề "Bên trong nhà tôi có ma". Đoạn video trên đã thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận. Theo như người mẹ trong đoạn video trên kể lại, tối hôm đó trong lúc đang ngủ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của cậu con trai của mình. Cô rất lo lắng và lập tức chạy sang phòng của cậu con trai để kiểm tra. Và đó cũng chính là lúc hai mẹ con gặp phải một hiện tượng thật sự bí ẩn. Theo như bạn có thể thấy, ban đầu khi cậu bé đang ngủ, dường như đã có một thứ gì đó đã di chuyển chiếc ghế sát bên cạnh giường. Sau đó một lúc chiếc chăn cũng đột nhiên tự di chuyển giống như có ai đó đang kéo nó ra vậy. Lúc này cậu bé đã tỉnh dậy và phát hiện ra những hoạt động trên. Cậu bé đã hét rất lớn khiến cho người mẹ phải chạy sang. Sau khi hỏi cậu con trai đã xảy ra chuyện gì, thì ngay lúc này một thứ gì đó đã kéo tóc của người mẹ. Lúc này hai mẹ con đã trở nên rất sợ hãi. Họ cho rằng mình đã thật sự đã bị một hồn ma chọc phá, thật bí ẩn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những hoạt động đáng sợ trên? Hãy nói lên suy nghĩ của bạn nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Đó là ma hay quỷ? Một người đàn ông đã vô tình bắt gặp một cảnh tượng thật sự đáng sợ bên trong công trình mà anh ta đang thi công. Theo như anh ta kể lại, tối hôm đó trong lúc đang nghỉ ngơi ở tầng dưới, anh ta đột nhiên nghe thấy ở phía trên chỗ đang thi công phát ra rất nhiều tiếng động lạ. Ban đầu anh ta nghĩ rằng có ai đó đang lấy trộm vật tư. Anh ta đã nhanh chóng chạy lên để kiểm tra, và đó cũng chính là lúc anh ta nhìn thấy một cảnh tượng thật sự rùng mình. Ban đầu, anh ta chỉ nhìn thấy một đứa bé đang đẩy một chiếc xe rùa. Lúc này anh ta rất khó hiểu về hành động của cậu bé. Nhưng cũng ngay sau đó, khi anh ta nhìn sang một hướng khác, thì ngay lúc này anh ta đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy một hình dáng rất bí ẩn của một người phụ nữ. Đôi mắt cô ta sáng rực lên và nhìn chằm chằm vào anh ta. Lúc này vì quá hoảng sợ, anh ta đã nhanh chóng chạy xuống dưới để bảo vệ cho chính mình. Sau khi đoạn video được đăng tải, có rất nhiều người xem đã nói rằng đó rất có thể là một con quỷ, vì nó có hình dáng rất rõ ràng và đôi mắt rất giống quỷ dữ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cảnh tượng trên? Hãy nói lên suy nghĩ của bạn nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Những linh hồn xấu số. Một tài xế lái tàu hỏa đã chia sẻ một đoạn video thật sự bí ẩn trên một đoạn đường thường xảy ra những vụ tai nạn rất bí ẩn. Theo như người lái tàu này cho biết, vào lần đi qua đoạn đường này, anh ta đều nhìn thấy một thứ gì đó đang đứng trước đầu tàu. Anh ta đã rất nhiều lần kể cho đồng nghiệp nghe chuyện này, nhưng không ai tin anh ta. Họ nghĩ rằng anh ta có thể đã nhìn nhầm, vì muốn chứng minh cho mọi người biết anh ta không nói dối. Ngày hôm nay, anh ta đã dùng điện thoại của mình và quay một đoạn video khi đi qua đoạn đường đó. Và anh ta đã quay được thứ anh ta cần. Như bạn có thể thấy, khi con tàu vừa đi đến đoạn đường mà người lái tàu kia đã nói, thì ngay lúc này một bóng trắng đã xuất hiện và từ từ đi sang đường ray.
theo như tôi thấy đó giống như một linh hồn của một người phụ nữ. Sau khi anh ta cho đồng nghiệp của mình xem đoạn video trên, mọi người đã rất sốc khi nhìn thấy hình dáng trên. Họ không thể tin được trên đời này thật sự có ma, thật đáng sợ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Hãy nêu lên ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 4. Cặp đôi hẹn hò ở nơi vắng vẻ. Một đoạn video được camera của một nhà dân quay lại được. Theo như đoạn video bạn có thể thấy, một cặp đôi đang đứng nói chuyện với nhau ở một bãi đất trống. Theo như người chủ của đoạn video này cho biết, lúc đó là khoảng gần 12 giờ đêm. Anh ta đang xem lại các camera ở quanh nhà. Lúc này anh ta đã thấy một cặp đôi đang đứng ở sau nhà. Ban đầu anh ta chỉ nhìn sơ qua và không quan tâm cho lắm. Nhưng cũng ngay lúc đó, một thứ gì đó đã xuất hiện ở phía xa. Và thứ kia giống như đang theo dõi cặp đôi này. Và đây là đoạn video được chia sẻ. Mời các bạn cùng theo dõi. Như bạn có thể thấy, phía bên góc phải màn hình của các bạn đã xuất hiện một hình dáng của một thứ gì đó, nhưng dường như trời quá tối nên cặp đôi kia không thể nhìn thấy. Theo như một số người xem cho biết, đó có thể chỉ là một người nào đó có tâm lý bất ổn. Theo bạn, hình dáng đã xuất hiện trong video trên có thể là gì? Mong bạn hãy nêu lên ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.